Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu dục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, người vẫn ở đó một mình, còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!" Và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ." Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy." Chúa phán: "Hãy đến." Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con." Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy người mà rằng: "Thật Thầy là con Thiên Chúa." Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Genesaret. Nhận ra ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ này xin ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa bạn chị em, trong chúng ta ít có ai mà không biết đến nhà bác học thời Trung Cổ Archimedes. Ông ta là một nhà vật lý học, một nhà toán học, và thậm chí ông ta cả là một nhà thiên văn học. Archimedes nói một câu bất hủ cho đến ngày hôm nay. Nếu mà cho ông một cái điểm tựa và cho ông một cánh tay đòn dài, ông ta sẽ nâng bổng trái đất này lên. Nhưng cho tới chết, Archimedes không làm được điều đó, vì ông ta không tìm được một cái điểm tựa đủ và một cánh tay đòn dài để có thể nâng trái đất lên. Vậy thì nói về điểm tựa thì trong cuộc sống thường ngày, mỗi người mình cũng phải tìm cho mình một cái điểm tựa. Mà tìm một cái điểm tựa nơi nào mà nó vững chắc, cho con tin tưởng, cho con an tâm. Một cái điểm tựa, nếu mà không có điểm tựa thì người ta trong cuộc sống sẽ bất an. Vì thiếu điểm tựa mà người ta không đứng vững trước những bão tố của cuộc đời. Vậy trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, người Kitô hữu cũng cần phải có một cái điểm tựa. Vậy thì điểm tựa ở đâu? Và tựa vào ai? Và tựa vào nơi nào để cho con được bình an? Thì qua bài tin mừng hôm nay, qua việc Phêrô đi trên mặt nước mà đến với Chúa Giêsu, để cho thấy qua hình ảnh Phêrô, cho chúng ta thấy được điểm tựa của người Kitô hữu chỉ có nơi Thiên Chúa. Khi các tông đồ đang ở trên thuyền thì Chúa Giêsu đi trên mặt nước mà đến với các ông. Để rồi các ông hoảng sợ vì tưởng là ma. Các ông sợ vì không có điểm tựa lúc đó. Rồi khi nhận ra Chúa Giêsu thì các ông thấy an tâm và vui mừng chính Thầy đó. Để rồi Phêrô xin Chúa Giêsu cho đi trên mặt nước biển mà đến cùng Chúa. Để rồi Phêrô đi trên mặt nước, rồi ông ta
cũng hoảng sợ vì ông bị chìm. Để rồi một cái điểm tựa là cánh tay của Thiên Chúa đã nâng ông lên tới trên thuyền và ông được bình an. Thật vậy, trong cuộc sống ở đời này nó đầy dẫy những cái tai ương. Tai ương do thiên nhiên, lũ lụt, động đất, sóng thần. Và chúng ta cũng đang sống trong cái tai ương bệnh dịch. Dịch Covid-19 làm cho người ta hoảng sợ. Chúng ta hoảng sợ không biết người mà mình tiếp xúc có bị bệnh hay không. Rồi chính mình khi tiếp xúc với người khác cũng không biết rằng người khác, người ta cũng đang sợ rằng mình có bệnh hay không. Do đó mà có giãn cách, do đó mà có khẩu trang, có những cái biện pháp để ngăn ngừa. Mình vì mình lo, vì mình sợ cái căn bệnh đó. Rồi những cái tai ương này đưa người ta không những là phá hại tài sản, làm cho người ta bị bệnh tật, mà thậm chí các tai ương làm cho người ta mất cả mạng sống. Đó là tai ương do thiên nhiên, còn tai ương do con người gây ra nữa. Đó là chiến tranh, đó là khủng bố, đó là bóc lột, đó là chèn ép nhau, đó là tai ương do con người gây ra. Vậy thì đứng dưới những cái tai ương đó, con người phải tìm cho mình một cái điểm tựa vững chắc. Mà ở trên đời này có chỗ nào là vững chắc, nơi nào mới là an toàn cho con? Một trong những nơi mà người ta cho rằng là an toàn nhất trên thế giới, đó là tòa tháp đôi ở New York. Tòa tháp đôi cao 110 tầng, đứng uy nghi sừng sững giữa một cái thành phố tráng lệ. Và an toàn đến độ mà cho dù động đất ở một cấp độ cao thì tòa tháp đôi này vẫn đứng vững. Một tòa tháp đôi to lớn, hiên ngang, ngạo nghễ giữa một cái thành phố phồn hoa và giữa một cái đất nước có thể nói là hiện đại bậc nhất của thế giới. Vậy mà ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong một tích tắc, tòa tháp đôi đã sụp đổ và chôn vùi gần 5.000 người. Để rồi cái chỗ nào mới là an toàn cho con nương náu? Chỗ nào là an toàn? Để chỗ nào là điểm tựa cho cuộc đời con đây? Vậy thì tòa tháp đôi mà người ta cho là an toàn bây giờ không còn là an toàn. Vậy thì mình dựa vào tiền bạc chăng? Thưa, người ta có thể thi vị hóa tiền bạc như là tiên là Phật. Có tiền mua tiên cũng được. Nhưng có biết bao người giàu có không chữa được những căn bệnh nan y? Có biết bao người có nhiều tiền mà phải chết không đem gì được theo? Tiền không đem hạnh phúc, tiền không đem được cái sự an toàn và bảo đảm cho sự sống của con. Vậy thì địa vị danh vọng chăng? Bao nhiêu đời vua chúa, bao nhiêu triều đại, có thể nói hô mưa gọi gió để rồi cũng phải sụp đổ. Vậy thì ngày hôm nay có người ta phải dựa vào đâu? Như một cha già đã chia sẻ với tôi và nói, nếu như hôm nay mà mình dựa vào tường thì tường sẽ sập, dựa vào cây thì cây sẽ ngã, và dựa vào người, người sẽ chết. Chúng con chỉ có thể dựa vào duy nhất một điểm tựa bền vững và vững chắc nhất, đó chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa mới là điểm tựa cho cuộc đời con. Chính bàn tay Thiên Chúa đã chữa người bệnh nên khỏe mạnh. Chính bàn tay của Thiên Chúa làm cho người mù được nên sáng mắt. Và cũng chính bàn tay Thiên Chúa làm cho người chết được sống lại. Và hôm nay cũng vậy, chính bàn tay Thiên Chúa đã đưa ra nắm lấy Phêrô để ông được bình an, để ông không còn phải hoảng sợ và ông không còn phải bị chìm xuống lòng biển. Vậy thì ông biết nơi nào mới là điểm tựa cho cuộc đời của ông? Thưa, nơi Thiên Chúa. Và chỉ có bàn tay Thiên Chúa thì con mới được bình an, và chỉ nơi Thiên Chúa thì con mới không phải lo sợ.
Cho dù giữa bão tố, cho dù giữa cơn bệnh dịch hôm nay, nếu con có biết phó thác vào Thiên Chúa thì con cảm thấy rất bình an. Con còn phải lo âu sợ sệt nữa, vì có Thiên Chúa che chở cho cuộc đời của con. Vậy bàn tay Thiên Chúa đã kéo Phêrô ra khỏi cuộc khủng hoảng và không làm cho ông lo sợ. Để rồi hôm nay mỗi người chúng con cũng biết phó thác vào bàn tay đó, và cũng biết chọn Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời con. Chỉ nơi Thiên Chúa con mới tìm được bình an, niềm vui. Như lời trong bài hát Chúa là điểm tựa của nhạc sĩ Linh Mục Ân Đức cho chúng ta thấy, những cái lời trong điệp khúc Chúa là điểm tựa đời con, Chúa ơi cho con can đảm bước theo Ngài, cho con bình an được sống trong Ngài. Vậy như lời mở đầu bài chia sẻ hôm nay, tôi có nói đến Archimedes. Ông ta nói một câu bất hủ là nếu cho ông ta một điểm tựa đủ và cho ông ta một cánh tay đòn cũng đủ dài, ông ta sẽ nâng trái đất lên. Thì hôm nay cũng từ câu nói của Archimedes và trong niềm tin vào Thiên Chúa, và mỗi người Kitô hữu của mình cũng nói một câu: nếu con biết chọn Chúa làm điểm tựa cuộc đời con, nếu đức tin của con đủ mạnh, chắc chắn cuộc đời con sẽ được nâng lên thiên đàng với Thiên Chúa. Vậy thì ước mong mỗi người chúng ta đang sống trong cơn dịch Covid-19 này biết chọn Chúa làm gia nghiệp cuộc đời, biết nắm lấy tay Chúa trong những lúc hoang mang, lo sợ, thì đời con sẽ được bình an và con không còn phải lo sợ gì nữa. Amen.